Chào mừng các em đến với chương trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông năm 2024 do báo Thanh Niên tổ chức. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn em chuyên đề thứ 5, đó là bài tập phá hệ. Đây là một dạng bài tập thường xuyên gặp trong đề thi trung học phổ thông các năm qua. Phá hệ đó là một sơ đồ theo dõi sự di truyền của một bệnh nào đó của những người có quan hệ huyết thống trong một gia đình. Và để làm dạng bài tập phá hệ này, chúng ta cần phải xác định hai thông tin. Thứ nhất, đó là gen gây bệnh là trội hay là lặn, và thứ hai là gen này sẽ nằm trên nhiễm sắc thể thường hay là nhiễm sắc thể giới tính. Đầu tiên, để xác định quan hệ trội lặn, hãy mang nhớ rằng là nếu như bố mẹ có cùng kiểu hình mà con có kiểu hình khác thì kiểu hình khác đó sẽ do gen lặn quy định, còn kiểu hình của bố mẹ sẽ là kiểu hình trội. Vì vậy, nếu như mà bố mẹ đều mắc bệnh, con có người bình thường thì bệnh sẽ là do gen trội quy định. Và ngược lại, nếu như bố mẹ cùng bình thường mà con có người bệnh thì bệnh sẽ do gen lặn quy định. Thứ hai là xác định gen nằm trên nhiễm sắc thể nào. Nếu như bệnh do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X quy định thì lúc đó mấy em thấy rằng mẹ bị bệnh thì con trai sẽ bị bệnh. Còn con gái bị bệnh thì bố chắc chắn sẽ bị bệnh. Bởi vì lúc đó con gái bệnh kiểu gen sẽ là XA nhỏ, XA nhỏ. Và một XA nhỏ là từ bố, cho nên bố sẽ là XA nhỏ Y, cho nên bố chắc chắn sẽ bị bệnh. Còn ngược lại, nếu bệnh do gen trội trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X quy định, thì lúc đó bố bị bệnh, kiểu gen của bố sẽ là XA lớn Y. Bố sẽ truyền nhiễm sắc thể X cho con gái và truyền nhiễm sắc thể Y cho con trai. Cho nên bố bị bệnh thì con gái chắc chắn sẽ bị bệnh. Và nếu như con trai bị bệnh thì một nhiễm sắc thể X là một nhiễm sắc thể X của con trai là do mẹ truyền và nhiễm sắc thể Y là do bố truyền lại. Cho nên con trai bị bệnh thì mẹ sẽ bị bệnh. Và nếu như có trường hợp ở trên bị sai thì chúng ta sẽ kết luận là gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Còn nếu như các trường hợp trên đều đúng thì gen sẽ nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X hoặc là nằm trên nhiễm sắc thể thường cũng được. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU không chỉ cung cấp chương trình đào tạo tiêu chuẩn quốc tế, SIU nỗ lực tạo ra môi trường học tập tiên phong, đa dạng và tôn trọng sự khác biệt. SIU mở rộng hợp tác quốc tế với các trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới, trở thành bệ phóng vững chắc để sinh viên hội nhập toàn cầu. Năm 2024, SIU tuyển sinh trình độ đại học chính quy với 29 chương trình đào tạo cùng 4 phương thức tuyển sinh. SIU cam kết hỗ trợ sinh viên với nhiều chính sách học bổng, 20 suất học bổng chủ tịch SIU, 100 suất học bổng tiếp bước hành trình, quỹ tài năng trẻ, học bổng 50% học phí toàn khóa cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong các hoạt động văn hóa thể thao, nghệ thuật, học bổng đồng hành xây dựng nhân lực chất lượng cao cho thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, học bổng doanh nghiệp tài trợ, học bổng 20% học phí toàn khóa cho tất cả học sinh đăng ký chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. SIU, tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới. Bây giờ thầy sẽ sửa một số câu trong đề thi các năm qua. Đề cho mấy em một phả hệ theo dõi sự di truyền của hai bệnh A và B. Ký hiệu tô đen này là bị bệnh B, còn gạch ở phía bên trong là bệnh A. Và mỗi bệnh do một trong hai allele của một gen quy định. Người số 10 không mang allele gây bệnh A. Người số 8 mang allele gây bệnh B và các gen phân ly độc lập. Bây giờ chúng ta cùng xác định gen gây bệnh là trội hay là lặn nằm trên nhiễm sắc thể nào và kiểu gen của những người trong phả hệ này. Cảm thấy ở người số 5 và người số 6. Người số 5 và người số 6 đều không mắc bệnh B, đều là bình thường không mắc bệnh B. Nhưng mà con người số 11 bị bệnh B. Cho nên bệnh B là do gen lặn quy định, theo quy ước B nhỏ quy định bệnh B. Còn B lớn là bình thường không mắc bệnh B. Bệnh do gen lặn thì nếu như con gái bị bệnh thì bố phải bị bệnh. Nhưng mà ở đây bố lại bình thường. Cho nên gen này sẽ nằm trên nhiễm sắc thể thường.
Bây giờ thầy xét tới bệnh A. Mám thấy người số 9 và người số 10 không bị bệnh A. Người số 9 thì bị bệnh B nhưng mà không bị bệnh A. Người số 10 không bị bệnh A nhưng mà sinh ra người số 16 lại bị bệnh A. Cho nên bệnh A cũng do sen lặn quy định. Thầy quy ước A nhỏ là bị bệnh A. Còn A lớn là bình thường không mắc bệnh A. Và đề cho mam là người số 10 không mang A lên gây bệnh A. Nếu như mà sen gây bệnh A nằm trên nhịp sắc thể thường, hồi lúc đó người số 16 sẽ có kiểu sen là A nhỏ, một A nhỏ sẽ từ bố và một A nhỏ là từ mẹ. Hồi lúc đó bố, tức là người số 10 này sẽ có kiểu sen là A lớn A nhỏ, tức là sẽ mang A lên gây bệnh A. Nhưng mà đề cho mình là người số 10 không mang A lên gây bệnh A, thì từ đó mình suy ra là sen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X. Như vậy, bây giờ chúng ta đã xác định được sen gây bệnh là trội hay là lặn và nằm trên nhiễm sắc thể nào. Bây giờ chúng ta cùng xác định kiểu sen của những người trong phả hệ này. Người số 11 bị bệnh B, kiểu sen sẽ là B nhỏ, cho nên người số 5 và người số 6 sẽ là dị hợp. Và người số 1 và người số 2 mình không xác định được, mình chỉ biết là không bị bệnh B, cho nên kiểu sen sẽ là B lớn gạch. Người số 12 cũng như vậy. Tương tự như trên màn hình mà em thấy. Theo đề, người số 8 mang alen gây bệnh B, cho nên người số 8 sẽ có kiểu sen là B lớn B nhỏ. Người số 7 thì mình không xác định được, cho nên người số 13 và người số 14 mình đều không xác định được kiểu sen chính xác về bệnh B. Tương tự ở bệnh A. Người số 1 mắc bệnh A và là nam, cho nên người này sẽ có kiểu sen là XA nhỏ Y. Người số 5 là bình thường, không mắc bệnh A, cho nên sẽ là XA lớn Y. Người số 2 này mình biết chắc là không bị bệnh A, thì mình biết chắc là có alen là XA lớn, còn nhiễm sắc thể X còn lại thì mình không xác định được. Tương tự cho những người còn lại. Người số 12 là bình thường, cho nên kiểu sen sẽ là XA lớn Y. Những người nam bình thường trong gia đình còn lại thì sẽ có kiểu sen là XA lớn Y. Còn người nam bị bệnh, tức là người số 16 này sẽ có kiểu sen là XA nhỏ Y. Ở người số 9, bởi vì con trai của người số 9 là XA nhỏ Y, con trai sẽ nhận nhiễm sắc thể XA nhỏ này từ mẹ, cho nên người mẹ số 9 này sẽ có XA nhỏ. Nhưng người mẹ số 9 này không mắc bệnh A. Vì vậy, kiểu sen của người mẹ số 9 sẽ là XA lớn, XA nhỏ. Cũng tương tự, người phụ nữ số 9 này mang XA nhỏ, thì XA nhỏ này là do là từ mẹ của mình, tức là người phụ nữ số 4. Vì ba của người phụ nữ số 9 là bình thường, cho nên sẽ có kiểu sen là XA lớn Y. Cho nên chiếc XA nhỏ này sẽ được di truyền từ mẹ số 4. Cho nên mẹ số 4 sẽ là XA lớn, XA nhỏ. Và những người còn lại thì sẽ không xác định được chính xác kiểu sen quy định bệnh A. Thì như trên màn hình mà em thấy. Như vậy chúng ta đã xác định được kiểu sen của những người trong phả hệ này. Bây giờ chúng ta cùng phân tích đáp án. Thứ nhất, xác định được tối đa kiểu sen của 8 người trong phả hệ. Mam nhìn mam thấy là chúng ta xác định được kiểu sen chính xác của 7 người trong phả hệ này mà thôi. Cho nên phát biểu này là chưa đúng. Phát biểu số 2 và số 3. Đề yêu cầu mình tính xác suất sinh con của cặp vợ chồng 12, 13. Để tính được xác suất sinh con của cặp vợ chồng 12, 13 có bệnh, sinh con có bệnh hay là không, thì chúng ta cần phải xác định được khả năng mang sen của người số 12 và người số 13 ở cả hai sen này. Đầu tiên, hãy xác định khả năng mang sen B trước. Bởi vì người số 5 và người số 6 là bình thường có kiểu sen dị hợp B lớn B nhỏ.
Cho nên đề con sẽ có khả năng mang sen là một B lớn, hai B lớn, B nhỏ và một B nhỏ, B nhỏ. Tuy nhiên người số 12 đã sinh ra và chúng ta đã biết chắc là không mắc bệnh B. Vì vậy sẽ không thể nào mang sen B nhỏ này được. Cho nên người số 12 chỉ có thể mang sen B lớn hoặc là B lớn, B nhỏ. Và lúc đó xác suất sẽ là 1 phần 3 B lớn hoặc là 2 phần 3 B nhỏ. Trường Quốc tế Á Châu tự hào là ngôi trường mang đến nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, nhưng vẫn giữ gìn bản sắc và những giá trị truyền thống dân tộc. Trường Quốc tế Á Châu xây dựng chương trình học tập toàn diện cân bằng giữa học thuật và nghệ thuật thể thao. Hiểu rõ mục đích giáo dục không chỉ là truyền thụ kiến thức, mà còn giúp học sinh sáng tạo, khơi nguồn cảm hứng, độc lập để phát triển và hoàn thiện nhân cách. Ngoài những giờ học trên lớp, học sinh trường Quốc tế Á Châu còn được trải nghiệm, thử thách bản thân và phản biện các vấn đề để tự mình học hỏi, trưởng thành độc lập hơn. Nơi đây với tôi còn hơn cả một ngôi trường. Nơi đây là nền tảng giúp chúng tôi đặt những viên gạch đầu tiên vững chắc trên hành trình chinh phục tri thức. Giáo dục không phải là chuẩn bị cho cuộc sống, nó chính là cuộc sống. Từ môi trường giáo dục này, chúng tôi đã tự tin bước tiếp và viết nên câu chuyện tương lai của chính mình. Lập luận tương tự cho người số 13. Do mẹ của người số 13 mình không xác định được chính xác kiểu sen, cho nên chúng ta phải dựa vào người số 3 và người số 4. Cũng tương tự, người số 3 và người số 4 đều có kiểu sen dị hợp B lớn B nhỏ. Người số 7 đã sinh ra và biết chắc là bình thường, cho nên không thể nào có kiểu sen B nhỏ. Vì vậy người số 7 khả năng mang sen sẽ là 1 phần 3 B lớn và 2 phần 3 B nhỏ. Lúc đó, khả năng người số 3 này tạo ra giao tử thì sẽ là B lớn B nhỏ cho mình giao tử B nhỏ là 1 phần 2. Chúng ta nhân với hệ số 2 phần 3 vào thì khả năng sinh ra giao tử B nhỏ sẽ là 1 phần 3 B nhỏ. Cho nên khả năng mang giao tử B lớn sẽ là 2 phần 3. Còn người chồng B lớn B nhỏ thì lúc đó sẽ sinh ra giao tử là 1 phần 2 B lớn và 1 phần 2 B nhỏ. Các giao tử kết hợp ngẫu nhiên lại với nhau thì sẽ tạo ra được người số 13. Tuy nhiên người số 13 đã sinh ra và mình cũng đã biết chắc là bình thường, cho nên sẽ không thể nào mang kiểu sen B nhỏ. Vì vậy chúng ta chỉ cần tính kiểu sen B lớn và B lớn B nhỏ mà thôi. Hồi lúc đó khả năng mang sen của người số 13 sẽ là 2 phần 5 B lớn và 3 phần hoặc là 3 phần 5 B lớn B nhỏ. Bây giờ chúng ta cũng tính giao tử của người số 12 ra. B lớn B nhỏ cho mình giao tử B nhỏ là 1 phần 2. Mang nhân với hệ số 2 phần 3 vào. Cho nên khả năng mang giao tử B nhỏ sẽ là 1 phần 3 và B lớn sẽ là 2 phần 3. Lập luận tương tự, ở người phụ nữ số 13, tỷ lệ giao tử B nhỏ sẽ là 1 phần 2 nhân với hệ số 3 phần 5 thì sẽ được là 3 phần 10. Vì vậy, tỷ lệ giao tử B lớn sẽ là 7 phần 10. Và mang nhân phân phối lại thì chúng ta sẽ được khả năng mang các loại kiểu sen ở đề con của cặp vợ chồng 12 và 13 về bệnh B. Bây giờ thầy xác định về bệnh A. Người chồng 12 mình đã biết là không bị bệnh A, cho nên kiểu sen sẽ là XA lớn Y. Người phụ nữ 13 mình chưa xác định được, nhưng mà mẹ số 7 cũng không xác định được luôn, cho nên chúng ta phải dựa vào người số 3 và người số 4. Người số 3 có kiểu sen là XA lớn Y thì khả năng sinh ra giao tử là 1 phần 2 XA lớn và 1 phần 2 XA nhỏ. Người số 7 mình đã biết chắc là nữ, cho nên chắc chắn sẽ nhận giao tử XA lớn từ bố, tức là 100% sẽ nhận giao tử XA lớn từ bố.
Còn người mẹ XA lớn XA nhỏ cho ra giao tử là 1 phần 2 XA lớn và 1 phần 2 XA nhỏ. Cho nên người phụ nữ số 7 này khả năng mang gen sẽ là 1 phần 2 XA lớn hoặc là 1 phần 2 XA lớn XA nhỏ. Người đàn ông số 8 này là bình thường cho nên kiểu gen sẽ là XA lớn Y. Mang viết giao tử ra thì XA lớn XA nhỏ cho mình giao tử XA nhỏ là 1 phần 2. Mang nhân với hệ số 1 phần 2 vào thì khả năng mang giao tử XA nhỏ sẽ là 1 phần 4. Mang lấy 1 trừ đi 1 phần 4 thì khả năng mang giao tử XA lớn sẽ là 3 phần 4. Còn người số 8 này sinh ra giao tử là 1 phần 2 XA lớn và 1 phần 2 Y. Cũng tương tự như trên. Người số 13 này đã sinh ra và mình biết chắc giới tính là nữ, tức là chắc chắn sẽ nhận giao tử XA lớn của bố mình. Vì vậy, chắc chắn 100% sẽ nhận giao tử XA lớn này. Và mang nhân với giao tử X của mẹ thì sẽ ra được khả năng mang gen của người số 13 là như thế này. Và mang lại viết giao tử thêm một lần nữa theo nguyên tắc giống như là ở các thế hệ trước. Và mang nhân phân phối vào thì sẽ được khả năng mang gen A ở đề con. Các em đã xác định được khả năng mang gen A và mang gen B ở đề con thì chúng ta có thể phân tích tiếp các phát biểu. Phát biểu thứ hai, xác suất sinh con trai đầu lòng không bị bệnh A. Mà anh thấy xác suất sinh con trai không bị bệnh A, tức là kiểu gen XA lớn Y, xác suất là 7 phần 16. Và không bị bệnh B của cặp vợ chồng 12-13. Không bị bệnh B, tức là sẽ có kiểu gen B lớn hoặc là B lớn B nhỏ. Hệ lúc đó xác suất sẽ là 14 cộng 13 là 27 phần 30. Và mem nhân lại là 7 phần 16 XA lớn Y, 27 phần 30 là không bị bệnh B. Thì mem nhân lại sẽ được là 63 phần 160. Cho nên phát biểu số 2 này là đúng. Phát biểu thứ 3. Xác suất sinh con gái đầu lòng không mang allele gây bệnh A. Con gái không mang allele gây bệnh A, tức là sẽ có kiểu gen XA lớn, mà em thấy tỷ lệ là 7 phần 16. Và không mang allele gây bệnh B. Không mang allele gây bệnh B, tức là kiểu gen là B lớn, khả năng là 14 phần 30. Cho nên em nhân lại là 7 phần 16 nhân cho 14 phần 30 thì sẽ được 49 phần 240. Cho nên phát biểu thứ 3 này là đúng. Phát biểu thứ 4, người số 4, số 6, 7, 13 và 14 chắc chắn có kiểu gen giống nhau. Mà em nhìn trên vả hệ, người số 4 thì chúng ta biết chắc có kiểu gen là XA lớn, XA nhỏ, B lớn, B nhỏ. Còn người số 6, người số 7, người số 13 và người số 14 kiểu gen là không xác định. Vì vậy, 5 người này không chắc chắn sẽ có kiểu gen giống nhau được. Cho nên, phát biểu thứ 4 này là chưa chính xác. Như vậy, mà anh thấy, qua phân tích vả hệ, chỉ có phát biểu thứ 2 và phát biểu thứ 3 là đúng. Cho nên đáp án sẽ là câu C. Bây giờ, thầy lấy một ví dụ thứ 2 trong đề thi năm 2023. Cho phá hệ như hình bên. Đề cho mình biết là không xảy ra đột biến. Hỏi có phát biểu nào dưới đây là đúng. Bây giờ chúng ta cùng phân tích phá hệ. Mà em thấy ở thế hệ thứ nhất, cặp bố mẹ này là bình thường, nhưng mà sinh con bị bệnh. Cho nên bệnh có thể là do sen lặn quy định. Và nếu như bệnh do sen lặn quy định, bệnh có khả năng là do sen lặn quy định, cho nên chúng ta sẽ loại được đáp án B này. Nhưng nếu như bệnh do sen lặn quy định, thì lúc đó, mà em thấy là con gái bị bệnh nhưng bố lại bình thường. Nếu bệnh do sen lặn trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X, thì con gái bị bệnh sẽ là XA nhỏ thì bố sẽ bị bệnh. Vì vậy, nếu bệnh do sen lặn, thì gen đó sẽ nằm trên nhiễm sắc thể thường. Nhưng nếu như bệnh do sen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường, thì ở thế hệ thứ 3 này, cặp bố mẹ đều bị bệnh, thì tất cả con cũng đều phải bị bệnh. Nhưng ở đây tất cả con đều bình thường. Cho nên anh thấy câu C
mình cũng sẽ loại được luôn. Và nếu như bệnh do sen nằm trong tế bào chất quy định thì sẽ di truyền theo dòng mẹ. Tức là mẹ bị bệnh thì tất cả con cũng sẽ đều bị bệnh. Và ở thế hệ thứ ba này, mình thấy mẹ bị bệnh nhưng mà con đều bình thường, cho nên phát biểu thứ ba mình cũng sẽ loại. Xin lỗi, phát biểu D mình cũng sẽ loại. Vì vậy trong câu này chỉ có khả năng là phát biểu A. Tức là bệnh do hai sen không allele nằm trên nhiễm sắc thể thường tương tác theo kiểu bổ sung. Đây là một số lưu ý về dạng bài tập phả hệ. Các em chỉ cần bài tập phả hệ mà em cần xác định hai thông tin đầu tiên là sen gây bệnh là trội hay là lặn và nằm trên nhiễm sắc thể nào. Sau đó mang phân tích phả hệ để làm các yêu cầu của đề bài. Cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi. Chúc các em luôn nhiều sức khỏe, ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Chào các em! Để có được thành công như hôm nay, tôi đã có những ước mơ. Và tôi đã hiện thực hóa ước mơ của mình, bắt đầu từ Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU. Đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực, SIU mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực. Những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa. Chúng tôi đã được truyền cảm hứng, tiếp thêm sự tự tin. Chúng tôi được học cách học, cách nghĩ và cách sống. Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân đã giúp chúng tôi trưởng thành và thành công như hôm nay. Hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế, nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học.